Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng trở lại với một video tư vấn điện thoại trên kênh YouTube của mình. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay với những câu hỏi chi tiết của ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên có bạn hỏi là: anh Dương Dê, cho em hỏi là em đang định cuối năm lên đời máy loanh quanh tầm khoảng 20 đến 23 triệu thì nên mua S23 Ultra, iPhone 15 Plus hay là Xiaomi 13? Em cảm ơn ạ. Thế thì đầu tiên là đối với Xiaomi 13 thì mình sẽ không mua. Tại vì sao? Tại vì đơn giản là với cái tầm giá này mình đã thừa tiền để mua Xiaomi 14 Pro rồi. Hoặc là có thể mua được Xiaomi 13 Ultra rồi thì mình sẽ không nghĩ đến Xiaomi 13 nữa. Còn nếu mà Xiaomi 13 hàng chính hãng mà nằm ở trong cái tầm giá này thì giá đó nó khá cao đối với bản thân mình để mà bỏ ra mua một chiếc điện thoại Xiaomi, đặc biệt là Xiaomi 13, nên là mình sẽ không ưu tiên. Như vậy là ở đây sẽ còn S23 Ultra và iPhone 15 Plus. Thế thì bạn sẽ xem là cái nhu cầu của bạn là gì. Nếu mình so sánh hai sản phẩm với nhau thì nó sẽ như sau. Hộp phụ kiện là xem với nhau, có cũng như không. Có chăng là cái iPhone 15 Plus thì nó được cái là cái sợi cáp của nó là sợi cáp vải dù, nhưng mà cái đó nó cũng không ảnh hưởng gì đến trải nghiệm cả, bỏ qua. Chúng ta sẽ nói về phần thiết kế thì sao. Thiết kế đẹp hay xấu tùy thuộc vào mắt mỗi người. Thế tuy nhiên là với bản thân mình thấy là cái iPhone 15 Plus, cái được hơn của nó so với S23 Ultra là cái cảm giác cầm nắm của nó sẽ chắc tay hơn là một này. Và thứ hai nữa là nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng khi các bạn cầm S23 Ultra với cả iPhone 15 Plus cùng một lúc nhé, thì các bạn sẽ có một cái cảm giác đấy là S23 Ultra nó cảm giác nó sang hơn ấy, so với cả iPhone 15 Plus. Đấy, thì chúng ta cũng cần phải để ý cái phần này. Nên là các bạn sẽ xem là các bạn thích cái phần thiết kế hơn hay là thích cái phần cảm giác cầm nắm hơn. Còn về thiết kế, một cái điểm nữa đấy là cái phần mặt trước của S23 Ultra nó không bị cái màn hình viên thuốc nó chiếm dụng diện tích quá nhiều. Nó chỉ bị cái màn hình đục lỗ được một chấm rất là bé thôi ở phía trước. Nên là khi mà mình cầm lên thì mình cảm thấy là nó như kiểu cầm một tấm kính ở trên tay ấy. Mình cảm thấy nó thích hơn. Nên là với mắt mình thì mình thấy là S23 Ultra đẹp hơn, được chưa? Còn không biết là với mắt các bạn như nào thì mình cũng nói luôn, đấy là mắt mỗi người một khác mà, thì tùy chúng ta thôi. Thế còn về phần màn hình thì sao? Với màn hình thì mình sẽ lựa chọn S23 Ultra bởi vì nó có màn hình độ phân giải cao hơn này, tần số quét cũng cao hơn, chi tiết là tốt hơn, rồi là không bị cái phần giải đen quá nhiều ở phía mặt trước nữa. Nó sẽ khiến cho cái hiệu ứng khi chúng ta xem phim giải trí là tốt hơn so với 15 Plus. Nhưng về hiệu năng thì chúng ta sẽ chú ý hai điểm như sau. Thứ nhất, đấy là về con chip, về cái sự tối ưu thì iPhone 15 Plus sẽ hơn. Tuy nhiên, với cùng một tầm giá thì thậm chí nhá, là iPhone 15 Plus 128GB nó còn đắt hơn cái S23 Ultra 256GB. Nên là về bộ nhớ trong thì S23 Ultra thoải mái hơn rất nhiều so với cả iPhone 15 Plus. Chúng ta cũng cần phải ý cái điều này. Nhưng mà về con chip thì iPhone 15 Plus sẽ hơn. Về camera thì S23 Ultra sẽ hơn. Nó cũng sẽ đa dụng hơn và cái bộ camera tele của nó sẽ giúp cho bạn có thể zoom rất xa, chụp ảnh xóa phông rất ngon. Đấy, đấy là những cái điểm mà S23 Ultra nó hơn này. Nhưng mà về pin thì iPhone 15 Plus lại có phần nhỉnh hơn. Còn về cái cây bút thì S23 Ultra lại có. Về kháng nước kháng bụi cả hai đều có, nhưng về lý thuyết thì 15 Plus sẽ tốt hơn. Về thương hiệu thì mình lại đánh giá thương hiệu Apple cao hơn so với Samsung. Đấy. Nên là hai cái sản phẩm này thì mỗi một cái nó đều có một cái ưu nhược điểm riêng. Tuy nhiên với bản thân mình thì mình thấy là cái iPhone 15 Plus giá thời điểm hiện tại nó vẫn đang còn khá cao. Nó cao hơn nhiều luôn so với cả S23 Ultra, nó cao hơn nhiều chứ không phải cao hơn ít đâu nhá. Nên là với mình thì mình sẽ ưu tiên mua S23 Ultra vì giá, được chưa? Còn thực ra là nếu mà S23 Ultra với iPhone 15 Plus ấy, mà nó ngang giá nhau nhá, thì lúc đấy chúng ta sẽ thấy là chúng ta thích cái hiệu năng tốt hơn hay là chúng ta thích cái thời lượng pin trâu hơn hay là chúng ta thích cái thương hiệu đấy. Lúc đấy chúng ta cũng nghĩ là chúng ta thích iPhone 15 Plus cũng được, thích S23 Ultra cũng được, nếu như hai sản phẩm bằng giá nhau. Nhưng thời điểm hiện tại thì chính vì việc S23 Ultra rẻ hơn rất nhiều so với cả 15 Plus nên nếu là mình sẽ mua S23 Ultra, được chưa? Rồi, và trước khi bước vào câu hỏi tiếp theo thì nếu bạn nào có nhu cầu muốn mua điện thoại giá rẻ nhất ở trên thị trường bây giờ, các bạn có thể tham khảo qua tại điện thoại hay.vn. Nếu bạn nào có nhu cầu muốn mua laptop cả cũ lẫn mới, hàng phần lớn là nhập Mỹ, chất lượng cực kỳ yên tâm, giá cả phải chăng và cấu hình cao, các bạn có thể đến laptop Trung Trần nhé, trungtrần.vn. Rồi, mua laptop an tâm nhất đến trungtrần.vn. Trung Trần cam kết dịch vụ tốt nhất thị trường. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Các bạn hỏi là: em chào anh Dương, dịp Tết sắp tới em dự định mua iPhone 14 Plus do cảm thấy nó phù hợp với em. Hàng cũ hiện tại là tầm khoảng 17-18 triệu. Dịp Tết đến thì anh nghĩ chiếc điện thoại này hàng cũ nó có giảm giá nữa hay không? Và con chip Apple A15 ở trên iPhone 14 Plus có thể sử dụng thoải mái, mượt mà các tác vụ bình thường cộng với cả chơi game tầm trung trong 4 năm tới hay không? Mong anh giải đáp. Em xin cảm ơn. Thế thì
cá nhân mình thì mình nghĩ là nếu mà với cái nhu cầu của bạn là sử dụng các tác vụ bình thường, mượt mà, thoải mái và chơi các tựa game tầm trung trong 4 năm tới thì với con chip Apple A15 của iPhone 14 Plus hoàn toàn đáp ứng được. Đấy là cái câu trả lời của mình dành cho bạn và nó phù hợp với bạn. Đấy. Tuy nhiên với bản thân mình thì trong cái tầm giá này mình sẽ không mua iPhone 14 Plus hàng cũ mà mình sẽ ưu tiên nhiều hơn về iPhone 13 Pro Max. Nhiều bạn thì cứ nói rằng là 13 Pro Max nó bị lỗi màn hình thế này thế nọ, nhưng mà mình mặc dù là người đã bị rồi nhưng mình không sợ. Còn nếu bạn nào sợ thì có thể là ok chốt luôn phương án 14 Plus là hợp lý rồi. Còn nếu những bạn khác không sợ nhé thì mình mở rộng thêm nhé, nên mua 13 Pro Max. Bởi vì với cùng một tầm giá chúng ta sẽ được khung viền thép, chúng ta sẽ được camera tele, chúng ta sẽ được một cái màn hình tần số quét cao hơn. Đấy, đấy là những cái điểm mà iPhone 13 Pro Max hơn so với cả 14 Plus. Và nếu mà là mình thì mình sẽ ưu tiên mua 13 Pro Max. Còn tất nhiên từ giờ đến Tết thì iPhone 14 Plus sẽ giảm thôi, vì hàng cũ nó sẽ luôn luôn giảm giá theo thời gian mà. Thì 14 Plus giảm thì 13 Pro Max nó cũng sẽ giảm, đúng nào? Đấy, thì đấy là với cái quan điểm của mình. Và mình nghĩ là từ giờ đến Tết ấy, có thể thôi nhá, là các bạn đã có thể mua được iPhone 15 hàng cũ rồi đấy, 15 cái bản thường ấy nhá. Thế thì thời điểm hiện tại là cái iPhone 15 bản thường với cả 14 Plus hàng mới tinh là ngang giá nhau. Hàng mới tinh là ngang giá nhau, thì mình nghĩ là từ giờ đến Tết khi iPhone 15 mà nó có hàng cũ thì giá hàng cũ của 15 với 14 Plus nó cũng sẽ ngang giá nhau thôi. Thế thì lúc đó chúng ta sẽ lựa chọn sản phẩm nào? Thì mình sẽ lựa chọn iPhone 15. Tại sao? Cảm giác cầm nắm gọn gàng hơn, màn hình form mới hơn, thiết kế cũng form mới hơn luôn, màn hình độ sáng cao hơn nữa này, rồi là hiệu năng tốt hơn nữa chứ, đúng không ạ? Đấy, hay như là camera cũng ngon hơn và chỉ thua mỗi pin, mình không đánh đổi pin lấy tất cả những thứ còn lại. Còn tất nhiên ví dụ như iPhone 14 Plus có màn hình lớn hơn, nhưng mà iPhone 15 màn hình của nó không đến mức độ quá bé. Nó không phải là cỡ 5,4 inch hay 5,8 inch, nó là 6,1 inch, nó là một cái màn hình nó rất vừa phải. Nên là cái yếu tố màn hình mình quan tâm tới chất lượng hơn là kích thước. Nên là màn hình của iPhone 15 hơn đấy. iPhone 14 Plus chỉ hơn mỗi pin so với iPhone 15 thôi. Và chắc chắn 100% mình sẽ mua iPhone 15 nếu như mình ưu tiên mua hàng cũ. Đúng không ạ? Đấy, đấy cũng là một cái sự lựa chọn. Và chính ra nếu mà iPhone 15 là mình nghĩ là cũng hợp lý hơn đấy. Và hợp lý ngay cả đối với cả những bạn nào mà sợ cái lỗi màn hình của 13 Pro Max, không cần phải nghĩ đến 13 Pro Max nữa mà nghĩ đến iPhone 15 cho mình. Thời điểm từ giờ đến Tết chắc chắn iPhone 15 có hàng cũ. Được chưa ạ? Đấy, thì mình nghĩ là cái sự lựa chọn 15 là hợp lý nhất rồi. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Các bạn hỏi là em đang phân vân giữa 13 Pro Max 512GB cũ với cả 14 Pro Max 256GB cũ, không biết chọn mua con nào, mong anh tư vấn giúp em. Cảm ơn anh, chúc anh nhiều sức khỏe ạ. Cảm ơn bạn rất nhiều. Thế thì 100% mình sẽ mua 14 Pro Max 256GB. Tại sao lại như thế? Tại vì 13 Pro Max nó chỉ hơn mỗi cái bộ nhớ trong thôi, còn lại thua tất, đúng nào? Nó thua về cái form thiết kế, cái mặt trước của 14 Pro Max nó hoàn toàn mới rồi, đúng không ạ? Nó thua về cái màn hình, nó thua về hiệu năng, nó thua về camera, các thứ, đúng nào? Và rõ ràng với tất cả những điều đó thì mình sẽ mua 14 Pro Max 256GB. Mình chấp nhận hy sinh cái bộ nhớ trong bởi vì 256GB đối với mình nó quá thoải mái rồi, đúng không ạ? Đấy. Còn trong những trường hợp này mình sẽ ưu tiên mua bộ nhớ trong nếu như hai máy có trải nghiệm nó tương đồng nhau nhé. Ví dụ như này này, iPhone 13 256GB với cả iPhone 14 128GB chẳng hạn, mình sẽ ưu tiên mua iPhone 13 256GB bởi vì khi trải nghiệm giữa iPhone 13 với iPhone 14 nó là 19:10 thì lúc đó mình mới ưu tiên bộ nhớ trong hơn. Chứ còn trải nghiệm giữa 13 Pro Max và 14 Pro Max thì 14 Pro Max hơn nhiều chứ, hơn nhiều thứ hơn đấy. Đấy. Thì lúc đó mình lại không ưu tiên bộ nhớ trong nữa. Các bạn hình dung được không ạ? Hay ví dụ như này, các bạn bảo mình làm giữa một con iPhone 14 Pro 256 với cả một con iPhone 14 Pro Max 128 đi, thì lúc đó mình lại ưu tiên mua 14 Pro 256 hơn. Đấy, kiểu như thế. Thì đấy là cái sự lựa chọn của mình. Còn với trường hợp này thì mình sẽ mua 14 Pro Max 256, được chưa? Lúc đấy thì bộ nhớ trong lại không quan trọng với mình nữa rồi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Các bạn hỏi là anh Dương tư vấn giúp em tầm 4,5 triệu đến 5 triệu thì có máy nào cả có hiệu năng ngon, màn hình AMOLED không ạ? Tại em dùng màn hình AMOLED quen rồi nên là đổi về IPS thấy tối lắm. Chúc anh nhiều sức khỏe. Cảm ơn rất nhiều. Thế thì mình nghĩ là ở trong cái tầm giá này chúng ta có thể ưu tiên mua Redmi K40 là được ấy. K40 trong cái tầm giá này 4,7, 4,8 triệu gì đó. Hiệu năng là chip 870 là rất là ngon. Màn AMOLED và ngoài ra nữa nó có loa ngoài là loa kép, có tần số quét cao. Chỉ mỗi tội là pin sạc nó bình thường, pin 4,5 sạc 33W. Còn nếu bạn ưu tiên chỉ mỗi ưu tiên mỗi màn hình và những cái thứ khác nó đồng đều, chấp nhận hy sinh một chút về con chip thì bạn có thể mua Redmi Note 13 Pro cũng được. Đúng rồi, Redmi Note 13 Pro ở đây mình check là chỉ loanh quanh cái tầm giá đó thôi. Thì đối với cả Redmi Note 13 Pro chúng ta sẽ có một cái màn hình OLED 1.5K 120Hz kính cường lực với tớt luôn. Đấy, xong rồi pin là 5100 luôn.
Đấy, camera 200 chấm, có la kép các thứ nữa. Mình nghĩ là như thế này là được đấy, là ok đấy. Và thậm chí là có cả vân tay bên trong màn hình nữa thì bạn có thể cân nhắc mua nhé. Rồi, và chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay. Có bạn hỏi là em đang là sinh viên cần mua máy tầm giá 5-6,5 triệu, mở ngoặc là ưu tiên iPhone. Anh Dương tư vấn giúp em nên mua iPhone 10S hay là mua máy Android tốt hơn? Em cảm ơn anh. Thế thì thực ra là nếu bạn đã ưu tiên iPhone rồi thì cứ nghĩ về iPhone thôi, cũng không cần mình nghĩ quá nhiều đến những sản phẩm khác làm cái gì đâu. Thế nếu như nhá, bạn chỉ thích iPhone thì mình nghĩ là nếu mà tầm giá này bạn mua được iPhone 12 mini thì nên mua 12 mini hơn là iPhone 10S. Chắc chắn đấy. Bởi vì iPhone 12 mini nó có hiệu năng tốt hơn 2 đời so với cả iPhone 10S. Nó sẽ có 5G, nó có camera đẹp hơn, góc rộng, góc riêng là đầy đủ. Và có lẽ là nó chỉ thua về mỗi cái kích thước màn hình thôi, với cả cái kiểu dáng thôi. Nhưng mà mình nghĩ là 12 mini là hơn hẳn so với 10S. Và nó cũng mới hơn 2 năm, hỗ trợ cập nhật phần mềm lâu dài hơn. Còn nếu mà mua máy Android thì chúng ta có quá nhiều sự lựa chọn luôn. Ví dụ như là Realme GT Neo 5 SE, tầm giá khoảng 6 triệu thôi. Mua được một cái chiếc điện thoại pin 5,5 sạc 100W, màn hình 1,5K, 140Hz thì phải. Kiểu kiểu như thế. Có vân tay bên trong màn hình, thiết kế thì trẻ trung. Và nếu là mình nhá, mình chắc chắn 100% mình sẽ ưu tiên con đó hơn là iPhone 10S. Một cái chiếc điện thoại đã ra mắt quá lâu rồi, 5 năm rồi thì phải. Đấy, nó quá lâu đối với bản thân mình rồi. Thay vì đó thì mình có thể mua được một chiếc điện thoại Android mới tinh, hộp phụ kiện đầy đủ, chả phải lo lắng cái gì cả. Thế phải sướng hơn hay không? Đấy, thì mình sẽ ưu tiên những cái đó hơn, thay vì việc mua một cái iPhone 10S như thế này. Rồi, và như vậy đó cũng là câu hỏi cuối cùng kết thúc số tư vấn điện thoại ngày hôm nay. Cảm ơn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.